bà chấm điểm số bông mai bông phố là dùng tam đàn pay nên cho nó bọc nhóm thuê này khi nhóm xôn thuê video mới bằng hai vị ca tốt sân na này khai xìm riêng tam tì chuẩn bọt nâng tam tì rung khai xìm riêng ai ní nhóm công bông ở thuê đồng ná chạp bì phải cả nam chạy phải cả nam này cái bông là hà phơi chay phơi chay si em chơi chôn cứ hà tam phơi là hô ai sống khăn phơi nó ở lót đó làm bằng lưng lươn rồi có mấy cà phê vô xem bao bông tu sơn na video tập học này phơi nó bạn ở trong cai làm ti là mà play đó chân đầu đo miền tây đi đó ở trong cai ba làm ti đây cái chia số ấy chơi không còn lén bay mà lén liền ho trong cai làm ti đọc buôn hay ta đọc ở mồi hay ta này play thằng ốc này đã là mơ dùm ca mà hiên lên phụ cái tên chi mà tục đã tục đã dùm ca tôi đã đai dùm ti phần phần này lá được miên lấy từng ngán nó ngọt lắm mò được ngọt nó là mẹ lâu có đó lên lâu nữa ngọt lắm không có lên á bay lô vì nó trong cá bùng vậy mà bay bốn rồi mét còn ở đợt tân và đói cô bằng lâu rồi mẹ này rồi bằng bằng lâu là lỗi lỗi thực đây là bèn phong trọc đỏm tay thùng ba nó ba ọc cái đấy ba giờ ba ọc cái ba hơn mình khổ phí ọc nửa tháng rồi mỗi chẳng tiền đấy là mình khổ phí mấy đúng rồi đi bên chợ đi chu rồi đây thì ai mặc bó nè cùng môi rồi đau rồi nữa dân lên núi bóng được một con chiếc nó nằm được cắn hỏi cắn dân tham mà dân phơi hai dân còn lo đấy lúc là dân miên sức miên tập lại hay dân tục đây tục chất muốn ấy nhá này cá bơ này làm bơ là thơm lắm ạ bơ ốp ca ấy bơ tầm bảy đừng phun lấy anh nhé đừng nhé bò hả nên gõ chim tô xeo chim quỳnh gì nó không thọc
ាប់ទៅពេលអូពេលហើយធ្វើដំណើរទៅបណ្ដោះមានជ័យមានជ័យផ្លូវចូលសារបើមីលីមានថាសារនេះសារណាស់ចូលហើយសារបើមីលីទេហ៎កន្លែងហ្នឹងប៉ាចូលចិត្តហូបទៀវទៀវឆ្ងាញ់អញស៊ីឆ្ងាញ់ទៀវហ្នឹងហើយណាតែប្រមហ្នឹងបូនហ្នឹងទៅឆ្ងាញ់អាទៀវសុកសែបើទៀវប៉ុណ្ណឹងយកយីកាបានណាអានោះតលៀនស៊ីកាត់ម៉ូលីមទួតមុនពេលចេញដំណើរឡើងចូលដាក់កាទៀវស្រុកស្រែហ្នឹងមកកាទៀវតូរ៉ូបឹងមីលេនេះប៉ែល៣ឆ្ងាញ់ទៀវហ្នឹងបីហ្នឹងហល់ដល់ថាមិនអិនបីយើងអត់មានរឿងអត់ហើយជាមួយទេហ្នឹងបាច់គុំទៀតមកបាក់ហាលទេបាក់ពេញហត់យកអោពូយន់ដឹកនេះសិតខ្លងស្បែងណាលេងនេះយើងធ្វើខ្ជុំអស់នេះនេះមើលសំចាប់ឡៃឈើព្រៃមិនកោបានអកឡូបានពេញតែ10000ទេពេញតែ10000ដល់ក៏10000ដែរប៉ែមអូនប៉ែមហ៎ប៉ែមអត់2គីឡូមកពី10000ណា10000អូគួយអូណាជួជួអែមហ្នឹងឲ្យដាក់អំលឲ្យមកចំអូគួយដល់សៀមរាប1គីឡូតែ15000ទេនេះគួយនៅភ្នំពេញ1គីឡូ20000កន្លែង5000ដឹកដល់ហ្នឹងហើយគេណាញ់អញ្ចឹងប្រហែលក៏ពេញពីអ្នកចំការដល់10000នេះអស់ហើយវ៉ាវតាមែននេះមិនថាខ្មែរសុទ្ធសាដាក់ព្រះបរមរាជវាំងព្រះឆែកមកឆែកឡៃណាចាក់ពេលទៅចោលហើយដើរលេងសៀមរាបបន្តិចមកយើងហួសទៅអត់ដល់មានជ័យទៀតនេះសៀមរាបនេះដូចស្ងាត់ល្អមែននេះឡៅទៅបារាយទឹកថ្លាអូរៀបចំបានស្អាតណាស់សៀមរាបឡៅ3ទៅ3ម៉ោងនេះតែលោកឡៅ3ទៅ3ម៉ោងនេះពេលស្តុបឲ្យបត់ឆ្វេងឥឡូវនេះយើងមកចប់ហើយត្រឹមខែសៀមរាបសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជួយចុច like ចុច share ចុច subscribe ចុច follow ឲ្យបានវីដេអូថ្មីៗ